Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, Grandeur đã sideways trong mô hình tam giác đối xứng trong 3 tháng qua, cho thấy sự do dự trên thị trường. Trong suốt thời gian này, đường xu hướng tăng quan trọng đã hoạt động như một mức hỗ trợ mạnh, được thử nghiệm nhiều lần nhưng chưa bao giờ bị phá vỡ. Theo Into the Block, với hoạt động của cá voi tăng vọt 4.843%, những người tham gia thị trường đang theo dõi chặt chẽ liệu sự gia tăng này có thể đẩy giá vượt qua mức kháng cự hiện tại hay không. Tỷ lệ long short tiếp tục giảm đều đặn trong 3 ngày qua, cho thấy sự gia tăng các vị thế bán khống trên thị trường. Hiện tại, tỷ lệ này ở mức 0.9223, báo hiệu tâm lý bi quan. Sự thay đổi này có thể cho thấy những người tham gia thị trường đang cảnh giác và góp phần khiến giá nằm dưới mức kháng cự quan trọng. Theo dữ liệu của CoinGlass, biểu đồ tỷ lệ tài trợ theo trọng số Open Interest cho Render cho thấy những diễn biến thú vị từ ngày 2 tháng 9 đến ngày 9 tháng 10. Sau khi giảm xuống $5 vào giữa tháng 9, giá đã phục hồi và ổn định quanh mức $5.5. Tỷ lệ tài trợ cũng tương đối ổn định, phản ánh một thị trường cân bằng với ít biến động hơn trong vị thế của người tham gia thị trường. Sự cân bằng này cho thấy cả phe mua và phe bán đều đang chờ đợi chất xúc tác mạnh hơn để phá vỡ phạm vi hiện tại. Sự hội tụ giữa hoạt động của cá voi tăng và hỗ trợ đường xu hướng tăng vững chắc tạo nên động lực thú vị trên Render. Mặt khác, tỷ lệ mua bán liên tục giảm và tỷ lệ tài trợ không đổi có thể báo hiệu khả năng đột phá trong tương lai gần. Các số liệu quan trọng này, khối lượng, tỷ lệ tài trợ và tỷ lệ long short sẽ rất quan trọng để xem xét liệu sự quan tâm của cá voi có thể cứu Render khỏi sự suy giảm tiếp theo hay không. Thông tin tiếp theo, các đồng coin trí tuệ nhân tạo AI đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể, với hầu hết trong số chúng, chẳng hạn như BitTensor, TAO đều vượt trội hơn thị trường chung. Bên cạnh TAO, một loại tiền điện tử liên quan đến AI khác cũng có sự tăng trưởng đáng kể là giao thức NIR. Trong 30 ngày qua, NIR đã tăng 25%. Những mức tăng này được thúc đẩy bởi sự phát triển của mạng lưới, mức sử dụng và sự quan tâm ngày càng tăng. Trong quý 3 năm 2024, số lượng địa chỉ hoạt động hàng ngày trên giao thức NIR đạt 3 triệu theo CryptoRank, xếp hạng đây là mạng lưới hàng đầu theo số liệu này. Để so sánh, các mạng xếp hạng thứ 2 và thứ 3 theo số liệu này, Solana và Tron, lần lượt chứng kiến 2,4 triệu và 2,1 triệu địa chỉ hoạt động hàng ngày trong quý. Sự tăng trưởng này trùng với sự tăng trưởng của ngành tiền điện tử AI. Theo báo cáo gần đây của Diap Radar, các ứng dụng phi tập trung liên quan đến AI đã báo cáo mức tăng trưởng 71% trong quý 3 so với quý 2. Các Diap AI đã báo cáo trung bình có 4,3 triệu ví hoạt động duy nhất mỗi ngày. Điều này cũng cho thấy sự phát triển của ngành. NIR được giao dịch ở mức $4.87. Khối lượng giao dịch cũng giảm hơn 30%, cho thấy sự thờ ơ của các nhà đầu tư trên thị trường. NIR đã có xu hướng giảm kể từ đầu tháng, như chỉ báo MACD cho thấy. Đường MACD đang có xu hướng nằm dưới đường tín hiệu, cho thấy xu hướng giảm. Xu hướng giảm cũng được thấy trong các thanh biểu đồ MACD màu đỏ. Người mua cũng không hoạt động, với chỉ số sức mạnh tương đối RSI ở mức 51, cho thấy tâm lý thị trường trung lập. Tuy nhiên, đường RSI bên dưới đường tín hiệu cho thấy động lực đang giảm. Nếu phe gấu tiếp tục kiểm soát, giá có khả năng sẽ giảm xuống để kiểm tra mức hỗ trợ tại mức Fibonacci 0.236 ở mức $4.761. Ngược lại, nếu người mua vào cuộc, NIR có khả năng tăng vọt lên mức kháng cự tiếp theo là $5.31, sau đó giá có thể hướng tới mức trên $6. Trong khi các chỉ báo kỹ thuật cho thấy đà tăng hiện tại đang giảm, tỷ lệ long short trên Binance cho thấy các nhà giao dịch đang đặt cược vào sự phục hồi theo hướng tăng. Theo CoinGlass, 71% tài khoản trên Binance đã nằm giữ vị thế mua, trong khi chỉ có 28% là tài khoản bán. Và thông tin cuối cùng, Turbo đã nhanh chóng phục hồi sau đợt giảm giá vào đầu tháng 10. Cuối tuần trước, sau khi đảo ngược mức $0.005 thành mức hỗ trợ, Turbo đã tăng vọt lên mức kháng cự $0.0074. Con số này thể hiện mức tăng giá 49,2% trong 3 ngày, trước khi có đợt giảm nhẹ trong vài giờ qua. Diễn biến giá trên biểu đồ 4 giờ có xu hướng tăng mạnh, với các mức kháng cự chính như $0.006 và $0.0065 đã được chuyển thành vùng cầu. Biểu đồ Histogram Awesome Oscillator cho thấy động lực tăng giá vững chắc. Trong 3 ngày qua, những người đầu cơ tiền điện tử Turbo hầu như không ngừng đẩy giá lên cao. Điều này đã thay đổi trong 24 giờ qua. Nền lớn hướng lên trên cho thấy sự từ chối vượt quá mức $0.0074. Khối lượng bán trong 2 ngày qua đã chứng kiến chỉ báo tích lũy phân phối giảm xuống thấp hơn để báo hiệu áp lực bán tăng. Các trader lướt sóng có thể sử dụng chỉ báo này chờ đợi một đợt giảm Turbo sâu hơn. Các mức $0.0065 và $0.00689 có thể cung cấp các cơ hội mua trong trường hợp kiểm tra lại. Mức mở rộng 61,8% và 100%
lần lượt ở các mức 0,0085 đô la và 0,009 đô la sẽ là mục tiêu tăng giá cho tháng 10. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.